Ngày 20 tháng 12, chính phủ Trung Quốc thông báo đã cho phép thêm 6 thành phố của nước này triển khai các chương trình thí điểm toàn diện về mở cửa lĩnh vực dịch vụ. 6 thành phố của Trung Quốc bao gồm Thẩm Dương, Nam Kinh, Hàng Châu, Vũ Hán, Quảng Châu và Thành Đô có thể thực hiện các chương trình thí điểm mở cửa lĩnh vực dịch vụ trong 3 năm kể từ ngày kế hoạch cho chương trình được phê duyệt chính phủ Trung Quốc yêu cầu các thành phố này tăng tốc cải cách và mở cửa trong lĩnh vực dịch vụ, đẩy nhanh việc phát triển các dịch vụ hiện đại, tăng cường các lợi thế mới trong cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Trung Quốc đã bắt đầu chương trình thí điểm về mở cửa lĩnh vực dịch vụ tại thủ đô Bắc Kinh vào năm 2015 và bổ sung thêm Thiên Tân, Thượng Hải, Hải Nam và Trung Khánh vào chương trình vào năm 2021. Hàng nghìn người Mỹ đã rơi vào cảnh mất điện do bão tuyết đổ bộ vào nhiều bang của nước này. Bão tuyết đổ bộ vào các bang North Dakota, Minnesota, Nebraska khiến tuyết nhiều nơi rơi dày tới 30cm, cùng với đó là gió giật 96km một giờ. Nhà chức trách cho biết băng tích tụ có thể làm đổ cây cối, đường dây điện và gây mất điện đồng thời khiến đường xá trở nên nguy hiểm. Tình hình thời tiết xấu đã khiến nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sửa ấm hay nấu nướng. Cùng với việc nỗ lực khắc phục hậu quả bão tuyết, nhà chức trách các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường. Dự báo bão tuyết sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Mùa đông năm nay tại Vương quốc Anh xuất hiện thêm một thuật ngữ mới là ngân hàng ấm, tức những không gian được chỉ định để những người nghèo không có điều kiện bật máy sưởi có thể đến để tránh rét. Mỗi buổi sáng trong ngày nghỉ, chị Mary Overmiss mặc áo khoác mùa đông và đến thư viện trung tâm Woolwich ở phía đông nam London, nơi chị dành 2 giờ trên máy tính và giữ ấm cho mình. Người phụ nữ 52 tuổi có công việc trợ lý chăm sóc sức khỏe tại dịch vụ y tế quốc gia Anh tận dụng không gian công cộng này để giữ ấm, đồng thời tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Gia đình chị bật hệ thống sưởi của họ vào buổi sáng và sau đó tắt gần như cả ngày, sau đó lại bật ngắt quãng vào buổi tối khi bọn trẻ đi học về. Chị Obomis cho biết khi bị cảm lạnh, chị cùng chồng quấn mình trong áo khoác hoặc đắp chăn ngồi trên ghế sofa. Theo cuộc khảo sát vào tháng 12, với hơn 2.500 cá nhân của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, gia đình của chị Obomis nằm trong số 4% người Anh chậm thanh toán hóa đơn năng lượng. Mặc dù các ngân hàng ấm hiện đang cung cấp nơi tránh rét cho những người không có điều kiện dùng máy sưởi, Song những người quản lý các địa điểm này cho biết vẫn còn tâm lý e ngại xấu hổ từ nhiều người khi về đặt chân đến đây. Cứ mỗi dịp Giáng sinh, người dân thủ đô Bogota của Colombia lại đổ ra đường để tận mắt ngắm đoàn tàu Giáng sinh đem đến không khí rộn ràng qua những con phố. Đoàn tàu Giáng sinh chạy bằng hơi nước đã thu hút rất nhiều em nhỏ và cha mẹ đến với chuyến đi vòng quanh thủ đô Bogota của Colombia theo chủ đề Giáng sinh đoàn tàu Giáng sinh dài 400 m có tổng cộng 14 toa. Hơn 400.000 bóng đèn đã được sử dụng để thắp sáng cho cả đoàn tàu. Mỗi chuyến đi, đoàn tàu có thể chở 600 hành khách, đưa mọi người qua các địa điểm nổi tiếng, thu hút khách du lịch ở Bogota. Sự xuất hiện của ông già Noel trên các toa tàu là điều được mọi người mong chờ nhất trên suốt hành trình. Bên cạnh đó, trên tàu còn có màn biểu diễn của các ban nhạc để khuyến khích các em nhỏ tham gia ca hát.